Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cái chết của thủ lĩnh Hamas thổi bùng ngọn lửa Trung Đông. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC và Hamas, thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh đã bị sát hại tại thủ đô Tehran ngày 31 tháng 7. Một diễn biến leo thang nghiêm trọng làm sâu sắc thêm mối lo ngại về một cuộc chiến toàn diện trên khắp Trung Đông. Nhiều ý kiến cho rằng cái chết của thủ lĩnh Hamas thổi bùng ngọn lửa Trung Đông. Ông Haniyeh là lãnh đạo thứ hai của nhóm chiến đấu được Iran hậu thuẫn bị ám sát trong những ngày gần đây. Cái chết của ông là một cú đánh mạnh vào Hamas khi loại đi một nhân vật công khai nhất đứng đầu các chiến dịch chính trị của lực lượng này. Trong một thông báo, Hamas cáo buộc Israel nhắm vào ông Haniyeh và các cảnh vệ của ông trong một cuộc tấn công vào nơi ông đang ở tại Tehran, sau khi ông tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran ngày 30 tháng 7. Quân đội Israel cho biết nước này sẽ không phản ứng trước các bài báo trên truyền thông nước ngoài, mặc dù trước đó các quan chức cấp cao đã tuyên bố sẽ loại bỏ Hamas và lãnh đạo lực lượng này nhằm phản ứng trước cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel. Dù vậy sau đó, phía Tel Aviv cho biết họ đang tiến hành đánh giá tình hình. Trái lại, Israel xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công vào Beirut, Lebanon ngày 30 tháng 7, giết chết chỉ huy quân sự cấp cao nhất của lực lượng Hezbollah, người mà nước này cho rằng đã đứng sau cuộc tấn công thảm khốc vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Cuộc ám sát ông Fuad Shak là sự leo thang nghiêm trọng nhất của Israel kể từ những cuộc đụng độ giữa Hezbollah và Israel ngày 8 tháng 10. Cộng với sự việc ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bằng tên lửa, Trung Đông sẽ còn đổ lửa hơn rất nhiều. Hiện chưa rõ chính xác ông Haniyeh bị sát hại khi nào. Ông là người đối thoại chủ chốt với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar về các cuộc đàm phán liên quan đến lệnh ngừng bắn cũng như trao đổi con tin ở Gaza. Tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên thệ nhậm chức vào 30 trên 7 và cùng ngày, Hamas công bố các bức ảnh chụp cuộc họp của ông Haniyeh với các quan chức Iran. Hãng truyền thông nhà nước INA cho biết cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng, giờ địa phương, liên quan đến một vật thể phóng dẫn đường trên không. Hãng thông tấn Fars thì cho biết, khi đó ông Haniyeh đang ở một trong những dinh thự đặc biệt cho các cựu chiến binh ở phía bắc Tehran. Vụ sát hại diễn ra vào thời điểm đặc biệt căng thẳng ở Trung Đông với những cuộc đối đầu leo thang giữa Israel và Hezbollah, đe dọa lan rộng thành một cuộc chiến rộng hơn trong khu vực và trong bối cảnh Hamas tiếp tục giao tranh với quân đội Israel ở Gaza. Musa Abu Mayyuk, một thành viên thuộc cơ quan chính trị của Hamas, nhận định cái chết của ông Haniyeh sẽ không trôi qua vô ích, trong khi quan chức cấp cao Hamas Sami Abu Yuri gọi đây là sự leo thang nghiêm trọng. Nhà Trắng cho biết đã xem xét các bài báo về cái chết của ông Haniyeh song từ chối bình luận thêm. Trong chuyến công du tới Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định chiến tranh ở Trung Đông không phải là không thể tránh khỏi, nhưng nếu Israel bị tấn công, Mỹ sẽ bảo vệ nước này. Ông Haniyeh là nhà lãnh đạo cấp cao thứ hai của Hamas bị sát hại kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra. Hồi tháng 1 năm 2024, lực lượng này cho biết Saleh al-Aruri, phó thủ lĩnh văn phòng chính trị của Hamas, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở thủ đô Beirut của Lebanon. Ông Saleh al-Aruri được coi là một trong những thành viên sáng lập nhánh quân sự của Hamas, các lữ đoàn IS Jin al-Qassam. Tuy nhiên, Hamas đã cho thấy lực lượng này có thể vượt qua cái chết của các thủ lĩnh chủ chốt khác trước đó, bao gồm cả vụ sát hại những người đồng sáng lập là Sheikh Ahmed Iyasan và Abdel Aziz Rentisi, từng đã bị sát hại cách nhau vài tuần vào năm 2004. Nhà phân tích chính sách đối ngoại và chính trị của CNN Barrett Ravid cho biết chính phủ Israel coi ông Haniyeh là một trong những người chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10. Và ngoài tầm quan trọng về mặt quân sự, cái chết của ông Haniyeh còn có ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc đàm phán đang diễn ra về lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin. Theo một cách nào đó, vụ ám sát này chỉ là vấn đề thời gian chứ không phải vấn đề nó có xảy ra hay không, ông Ravid nói. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo cái chết của ông Haniyeh đang được điều tra và kết quả được công bố vào tối 31 tháng 7. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã chỉ trích vụ sát hại ông Haniyeh, đồng thời gọi đây là hành động hèn nhát và là một diễn biến nguy hiểm. Cái chết của ông Haniyeh ở Tehran và ông Shak thuộc lực lượng Hezbollah ở Beirut, hai nhà lãnh đạo của các nhóm chiến đấu được Iran hậu thuẫn chỉ trong một vài ngày, có ý nghĩa quan trọng cả về mặt thời gian và địa điểm.
Chuẩn tướng Asaf Orion, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia đánh giá, hai vụ sát hại này đã làm tăng khả năng phản ứng theo trục, thêm Iran và các cuộc tấn công ủy nhiệm khác vào danh sách. Theo CNN, Iran đã mất nhiều năm đầu tư vào các nhóm ủy nhiệm trong khu vực với tên gọi không chính thức là trục kháng chiến, một liên minh chống Israel và chống phương Tây bằng cách cung cấp cho họ tiền bạc, vũ khí và huấn luyện trong khi Tehran tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình khắp Trung Đông. Mặc dù Israel không bình luận về cái chết của ông Haniya, nhưng nước này đã tuyên bố sẽ loại bỏ giới lãnh đạo Hamas và từng tiến hành các cuộc ám sát ở Iran cũng như chống lại các mục tiêu của nước này. Hồi tháng 4, Tehran cáo buộc Israel đánh bom khu phức hợp đại sứ quán Iran ở Syria, khiến ít nhất 7 quan chức, trong đó có các chỉ huy cấp cao là ông Mohammad Reza Zahedi và ông Mohammad Hadi Haji Rahimi thiệt mạng. Đáp lại, Iran tiến hành cuộc tấn công tên lửa và UAV với quy mô lớn chưa từng có nhằm vào Israel. Đầu tháng này, Israel đã nhắm vào lãnh đạo quân sự của Hamas là ông Mohammed Dif trong cuộc không kích tại một khu vực nhân đạo được chỉ định ở phía nam dải Gaza, khiến ít nhất 90 người Palestine thiệt mạng. Ông Dif được cho là một trong những người đứng sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào Israel và hiện vẫn chưa rõ ông còn sống hay đã chết. Israel đưa tất cả thủ lĩnh Hamas vào danh sách tử hình. Bất chấp các cuộc biểu tình phản đối diễn ra trên khắp thế giới, giới chức Israel vẫn giữ nguyên chiến thuật tìm và diệt các thủ lĩnh Hamas, cho đây là giải pháp hiệu quả nhất để tiến gần đến một thỏa thuận ngừng bắn. Thủ tướng Netanyahu cho biết tất cả các thủ lĩnh của Hamas đều bị đưa vào danh sách tử hình và khẳng định chiến thuật này sẽ đưa Hamas đến gần hơn với việc chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Hamas cho biết chỉ huy quân sự Mohammed Dif, người mà Israel muốn tiêu diệt trong cuộc không kích ở Khan Yunis, vẫn khỏe mạnh. Mohammed Dif được cho là kiến trúc sư vụ tấn công của Hamas ngày 9 tháng 10. Giới chức Hamas cho biết nhóm này vẫn chưa rút khỏi các cuộc đàm phán về ngừng bắn với Israel và các kênh liên lạc vẫn hoạt động giữa giới lãnh đạo trong và ngoài Gaza sau cuộc tấn công của Israel ở khu vực mà Israel đã chỉ định là an toàn. Văn phòng chính trị của Hamas cáo buộc Israel đang cố gắng làm chệch hướng nỗ lực của các nhà hòa giải Ả Rập và Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn bằng cách đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Gaza. Giữa lúc chính trường Mỹ đang xáo trộn với vụ ám sát bất thành ứng cử viên Tổng thống Trump, nỗ lực ngoại giao quốc tế đáng chú ý nhất cho Gaza lúc này là chuyến công du Israel và các vùng lãnh thổ Palestine của tân Ngoại trưởng Anh David Lammy với lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Đây là chuyến công du quốc tế thứ hai của ông kể từ chiến thắng vang dội của công đảng trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này. Thông điệp mà Ngoại trưởng David Lammy đưa ra là cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza là không thể chấp nhận được, và anh muốn hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn và tạo không gian cho một con đường đáng tin cậy và không thể đảo ngược hướng tới giải pháp hai nhà nước. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, "Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa tất cả các con tin trở về. Nếu chúng tôi tuân thủ những nguyên tắc này, chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận vừa giải phóng con tin vừa cho phép chúng tôi tiếp tục cuộc chiến cho đến khi chiến thắng. Tôi chưa di chuyển một mm nào so với khuôn khổ mà Tổng thống Biden đã đưa ra. Tôi không thêm điều kiện nhưng tôi cũng không giảm bớt các điều kiện. Tôi không để Hamas di chuyển một mm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!